Củ tiếu mì, củ tiếu mì khô. Nguyên liệu là củ cà rốt, khoai lang, củ cà rốt, củ cải, cải trắng, củ cải đỏ, tôm, xương, hầm nước súp. Rồi bắt đầu mình làm mì khô. Mì củ tiếu mì khô. Mấy cô, mấy bác, mấy chú, mấy anh, mấy chị thưởng thức mì khô nha. Mì khô, củ tiếu mì khô, các bạn, các chú, các bác ăn thưởng thức mì khô nha. Thì mình trộn lên, bỏ miếng ớt vô, xịt miếng tương. Mời các người ăn, ăn mì mì củ tiếu. Nó ngon quá, ngon quá các bạn ơi, quá ngon. Nó vừa cay cay vừa ăn. Ngon quá. Ngon quá, ngon quá, ngon luôn. Ăn thử tôm nha. Tôm nó ngọt, ngon. Các bạn thưởng thức nha. Ngon quá. Nước miếng canh, nước miếng canh rồi. Ngon bạn ơi, quá ngon. Ngon quá. Vô các bạn, vô. Đây máy bay các bạn.